Đình Tùng. Những giây phút hết sức căng thẳng. Và đúng lúc này thì trọng tài Hải Chiến đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa FC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Kết quả cuối cùng hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Đây là một trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Đến những phút cuối cùng, đúng với tính chất của những cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa từ trước đến nay, kết quả hòa 2-2 cũng là điều phản ánh với những gì mà đã diễn ra trong trận đấu này, khi mà cả hai đội đều đã có những tình huống nguy hiểm và chất lượng chuyên môn của trận đấu cũng là khá cao. Chỉ đáng tiếc là đã có những quyết định sai lầm của trọng tài khiến cho trận đấu này đã có những phản ứng không đáng có từ phía cầu thủ của cả hai đội. Tuy nhiên cuối cùng thì trận đấu cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp. Các bạn thân mến, buổi thuật ngày